Hai các bạn, đây là cái hướng ở cầu Bình Lợi mà đi vào trung tâm Sài Gòn nè. Còn cái hướng này, hướng này là hướng từ Thủ Đức nha. Nói chung là mình thấy cũng không có khác gì so với ngày thường các bạn. Có vẻ như là với đi số 1 đều thì nó cũng bình thường thôi. Nếu mà đi số này nó là cái lần đầu tiên á, hồi 2 năm trước á, mà một điều á, thì mình nghĩ là sẽ đi bộ rất là đông. Nhưng mà hiện tại bây giờ là giới chuyên môn đánh giá đội tuyển Việt Nam cũng khá là cao. Cho nên là đi hòa với đội tuyển UAE thì nó cũng không có gì bất ngờ. Cho nên là mình thấy người dân Việt Nam ở cầu Bình Lợi thì mình đâu thấy cũng đi bình thường thôi chứ không có đi bão gì đâu. À các bạn thấy cầu Bình Lợi đẹp không? Về đêm nè, ở phía trên sẽ có những cái đèn gắn trên cầu này các bạn. Đây là mình quay ngược hướng lại về cái phía Thủ Đức nè. Nói chung là nó sáng, cái máy quay của mình nó bị căng màn sáng không tối các bạn. Ở chỗ nào mà có ánh sáng thì rất là chói, nó bị cháy á, nhìn không có rõ. Đây, đây mình xem cho bạn xem là sông Sài Gòn. Đây là một đoàn tàu đang chạy qua nè, đoàn tàu đi bão. Cặp vợ chồng này chở con đi thấy tàu qua thì cũng dừng lại xem nữa. Công nhận ở đây mát ghê các bạn. Gần xong rồi nói chung mát lắm. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, các bạn đừng có đứng tụ tập trên cầu giống mình nha, sẽ bị phạt á. Mình đứng đây thì cũng sợ lắm. Nếu mà công an tới thì chắc mình kêu xe mình bị hư chứ mình vác lên này. Tại vì hiện tại mình đang dựng xe trên lề phía hè của cầu Bình Lợi luôn. Thank you.
Rồi xin chào mọi người.